chào quý vị, hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, những người vẫn đang ngày ngày không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm, hy sinh để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cứu chữa người bệnh. Xin kính chúc các chiến sĩ áo blue trắng luôn khỏe mạnh, giàu trí lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh thiêng liêng của mình. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã đến thăm chúc sức khỏe Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, thuộc lớp trí thức cách mạng, trưởng thành từ chiến trường miền Nam, bà đã kinh qua các cương vị công tác quan trọng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ở cương vị nào, Thầy thuốc nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến cũng tỏ rõ bản lĩnh và nhiệt huyết vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Năm nay dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà vẫn miệt mài đóng góp ý kiến chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn lực y tế, phát triển y tế dự phòng cho ngành y tế thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc sức khỏe và tri ân những đóng góp nổi bật của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và những thầy thuốc tiêu biểu đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, đào tạo, xây dựng ngành phát triển. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn muốn lắng nghe những ý kiến tâm huyết để có chiến lược phát triển y tế thành phố hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Thầy thuốc là một trong những nghề cao quý và vất vả, áp lực vì liên quan đến tính mạng con người. Vậy mà có một gia đình ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có 4 đời làm nghề cao quý này. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình đến thăm gia đình này nhé. Đời thứ nhất của gia đình thầy thuốc bắt đầu từ cụ ông Võ Duy Tồn. Từ năm 1936, ông đã bào chế thuốc phục vụ cho phong trào kháng chiến chống Pháp cứu nước. Trải qua hơn 4 thế hệ, những bài học lời dạy của cụ ông Võ Duy Tồn đã được bác sĩ Võ Long Trảo, truyền nhân đời thứ hai, lưu giữ cẩn thận để truyền dạy cho con cháu. Hồi tôi 15 tuổi, lúc đó tôi đang học chuyên nho. Tía tôi nói học riết đi con, đang học thuốc. Bởi vì đất nước mình đi đâu cũng có thuốc, mà dân người còn nghèo. Do đó mà tía khuyên con học chữ nho để làm thuốc cứu dân nghèo. Vì cái chỗ đó, lợi ích đó trước mắt và lâu dài đó thì tôi mới mê học mà tôi dạy con cháu tôi phải không? Qua hơn 80 năm duy trì truyền thống, hiện gia đình có hơn 10 y bác sĩ là con, cháu, dâu, rể đều theo nghề y. Trong đó có cả em đang học cấp 3 cũng đang ước mơ được trở thành bác sĩ. Em thấy nó cũng hơi cực, trong một học kỳ thôi là có thể là nhiều tài liệu mới được in ra. Em nghĩ là thuận lợi thì em cũng thấy là có. Tại vì giống như là tại mẹ em cũng thường tiếp xúc với thuốc này á, nên em cũng ở bên cạnh mẹ thì em cũng biết vài thứ. Nên khi mà trong một bài giảng nào đó thì thầy giảng em sẽ dễ hiểu. Gia đình là cái nôi trong việc hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách mỗi con người. Trong một gia đình có truyền thống nghề y, gia đình còn là nơi đầu tiên dạy những bài học về tình yêu thương con người, về y đức, về đức tính hy sinh cho những người con, người cháu từ nhỏ. Để định hướng con cháu đi theo ngành y thì em cũng nói chung giảng dạy rất nhiều, đi sâu về vấn đề là đạo đức nghề nghiệp. Mình ra nghề cũng được là 21 năm thì mình cảm thấy là nó quá đúng. Và cái câu mà nhất thế y tam thế si thì thấy nó cũng không còn đúng nếu mà mình làm đúng cái lương tâm nghề nghiệp của mình. Nghề y từ lâu đã được xem là một nghề cao quý nhưng vất vả. Với truyền thống đầy tự hào, gia đình của ông Võ Duy Tồn là ngọn lửa góp phần tạo nên những thế hệ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, song song với việc tiết giảm mọi hoạt động đón tiếp trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ người bệnh trong thời điểm ngành y tế gặp quá nhiều khó khăn và vướng mắc, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chạy đua với thời gian, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp của Bệnh viện Việt Đức để tiếp nhận trọn vẹn nguồn tạng hiến từ một người cho chết não, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân ở hai đầu Nam Bắc. 1 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023, ekip hiến ghép tạng đã cúi đầu dành một phút mặc niệm, tri ân tấm lòng cao thượng của người hiến tạng và gia đình. Ngay lập tức, cuộc chạy đua hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ đợi bắt đầu.
Lần đầu tiên trong lịch sử ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hỗ trợ các kỹ thuật an toàn nhất để đảm bảo thời gian cho trái tim của người hiến được tiếp nhận trong tình trạng khỏe mạnh. Nhân sự của Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang mẫu máu của người hiến ra Hà Nội để thực hiện phản ứng chéo. Cùng thời điểm, ekip ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức cũng vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận chuyển trái tim về Hà Nội. Hai ca ghép từ nguồn thận hiến đã được hoàn thành tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định và có nước tiểu sau vài giờ ghép. Ekip ghép da cũng đã ghép thành công cho nữ bệnh nhân bị bỏng lửa xăng, mất da diện rộng, nguy cơ tử vong cao. Riêng hai giác mạc của người hiến được bảo quản, chờ người nhận đang trên đường đến Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép vào ngày 27 tháng 2, ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại Bệnh viện Việt Đức, trái tim của người hiến đã được ghép thành công và đã bắt đầu đập trong lồng ngực của người nhận. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và ra quân chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2023. Tham dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Tháng Thanh niên năm 2023 của Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ hôm nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong đó, xác lập thực hiện một công trình trọng điểm xây dựng phòng truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến và đề ra hệ thống 12 chỉ tiêu với nhiều nội dung, công trình, phần việc cụ thể. Tháng Thanh niên năm 2023, chúng tôi tập trung ở một số nội dung là tăng cường các hoạt động chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới tham gia vào quá trình chuyển đổi số của thành phố, tiếp tục duy trì các việc làm thường xuyên, các nội dung hiệu quả của tổ chức đoàn trong giai đoạn vừa qua, tập trung vào vấn đề văn minh đô thị, nông thôn mới và an sinh xã hội. Cùng ngày, chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2023 đã ra mắt 30 đội hình trí thức trẻ tình nguyện. Chương trình năm nay sẽ diễn ra đến tháng 12 năm 2023, tập trung nhiều cho các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số. Về phương thức hoạt động thì năm nay mình sẽ tổ chức những cái đội hình thường trực và các bạn sẽ là làm thường xuyên trong suốt cả năm và hỗ trợ cho các cái đơn vị, các cái quận huyện thực hiện các cái hoạt động liên quan đến số hóa dữ liệu hay là cải cách hành chính cho các phường xã thị trấn. Hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực như ra quân dọn dẹp vệ sinh và trồng cây tại các khu dân cư, công viên, tổ chức ngày hội chung cư an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại chung cư 854 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5 đã sơn vẽ lại 7 tầng lầu của chung cư, đi lại hệ thống đường điện chiếu sáng dân lập. Bên cạnh đó có đội hình tiên phong chuyển đổi số đã hỗ trợ người dân cập nhật phần mềm VNID và cũng như là phần mềm định danh điện tử. Và song song đó thì cũng đã có đội hình lưu trắng tình nguyện vì sức khỏe nhân dân. Tháng Thanh niên năm 2023 được xem là đợt thi đua cao điểm trong năm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là dịp để đoàn viên, thanh niên thành phố mang tên Bác cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ cho cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn các cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Cùng với các đơn vị khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng trong hôm qua, Quận đoàn 4 và Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực. Các hoạt động được triển khai trong chương trình đều bám sát với tinh thần và chủ đề Tuổi trẻ thành phố tiên phong chuyển đổi số nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị, chú trọng việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được chú trọng. Về phía Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thì cũng có ra mắt một cái chi đoàn Trung tâm An toàn Thông tin của thành phố. Đây là một trong 4 trụ cột để xây dựng thành phố thông minh. Ngay sau lễ khởi động, đoàn ban tổ chức cũng đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ánh ở phường 10, quận 6, có chồng và con trai là liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đoàn viên thanh niên đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, qua đó thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt, lực lượng công an 21 quận huyện và công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá bắt giữ hàng trăm vụ việc và đối tượng liên quan ma túy trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt hơn thì nhiều địa phương vốn là địa bàn phức tạp về ma túy đã được làm sạch và mang lại sự bình yên cho người dân địa phương. Tại địa bàn phường 14 quận 8, từ năm 2018 đến năm 2023, công an quận 8 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt 82 vụ với 92 bị can về tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, mới đây thông qua các chuyên án được xác lập cuối năm 2022, lực lượng công an đã bắt quả tang Trung Văn Phước và Nguyễn Thị Thanh Thảo có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hàng chục bánh heroin, ma túy tổng hợp, thuốc lắc. Chiến công này tiếp tục là một điểm cộng đối với bà con người dân các khu phố tại địa phương. Thưa quý vị, phường 14 quận 8 trong thời gian vừa qua được cùng sự chung tay của người dân cũng như là chính quyền địa phương thì tình hình về tội phạm ma túy ở đây đã được chuyển hóa và tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo để nhằm mang lại một cái sự bình yên cho bà con khi mà sinh sống và làm việc tại đây. Tôi sống ở đây được 20 năm rồi, quánh lộn đủ thứ chuyện hết trơn, ma túy được nhiều lắm, bây giờ thì hết rồi. Giảm về ma túy, giảm về trộm cắp, cũng thấy nó thoải mái, mình sinh sống mình cũng dễ chịu nữa. Có những tụ điểm nào hoặc mới chớm nở á, hoặc có những người nào là mặt nào mà xuất hiện thì tất cả những nguồn tin đó đều có báo cho công an phường hết để đảm bảo cái việc mà giữ vững được cái địa bàn chuyển hóa cũng như là không phát sinh cái tụ điểm phức tạp mới. Người dân thấy rằng các nguồn tin của mình cung cấp đều được điều tra xác minh xử lý kịp thời. Cái người dân họ ý thức được là mình đã đóng góp một phần cho cái việc mà phòng chống tội phạm ma túy. Đầu năm 2023 đến nay, trong các đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đấu tranh khám phá 310 vụ, khởi tố 401 bị can, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, đáng lưu ý, tình hình mua bán sử dụng trái phép ma túy trong giới trẻ có chiều hướng gia tăng, tình trạng sử dụng khí N2O phổ biến trong giới học sinh sinh viên, một số loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm thức uống. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, bên cạnh sự đấu tranh của lực lượng chức năng thì việc nhắc nhở con em từ phía nhà trường và gia đình cũng hết sức quan trọng. Cái sự quản lý lỏng lẻo của gia đình thì sẽ dẫn tới là những cái nhóm thanh niên trong độ tuổi còn trẻ rất dễ dẫn tới cái con đường là sử dụng chất ma túy. Công an thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xác định các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy để tập trung đấu tranh chuyển hóa, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có các vi phạm liên quan đến ma túy, phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn đưa về thành phố để tiêu thụ. Dự báo tình hình tội phạm ma túy thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân mạnh dạn tố giác tội phạm thông qua tin báo khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, nhất là tại các chung cư cao tầng, nhà trọ hay các tụ điểm kinh doanh nhằm hạn chế thấp nhất những hệ lụy mà ma túy mang lại. Bản tin sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong cuộc họp cấp bộ trưởng mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình tại Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của các kênh ngoại giao trong tiến trình thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine. Theo ông Guterres, cuộc xung đột kéo dài cả năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Ukraine, và trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế luôn là điều cần thiết, có giá trị và có thể thực hiện được. Một minh chứng sống động là sáng kiến ngũ cốc biển đen đã giúp đưa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc trở lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Sáng kiến này cần được tiếp tục gia hạn vào cuối tháng 3 tới với việc xuất khẩu thêm các sản phẩm ngũ cốc và phân bón của Nga. Liên quan đến việc chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Ukraine, Tổng thư ký Guterres cho rằng cần khuyến khích các nỗ lực có ý nghĩa mà trong đó phải ưu tiên bảo vệ dân thường. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra những kêu gọi trên trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã kéo dài sang năm thứ hai mà cánh cửa hòa bình vẫn chưa được mở. Nga và Ukraine, hai bên chính trong cuộc xung đột, vẫn giữ lập trường khác nhau trong nhiều vấn đề. Trong khi đó, các nước ở bên ngoài cũng lại có những cách tiếp cận không hoàn toàn đồng nhất, khiến tình hình càng thêm rối ren. Chỉ khi nào các bên cùng nhìn về một hướng và có những cân nhắc thận trọng trong việc chuyển giao vũ khí tấn công, thì mới mong mở được cánh cửa hòa bình thực sự cho cuộc đối đầu địa chiến lược quan trọng này. Quân đội Israel cho biết hôm qua đã xảy ra một vụ nổ súng ở bờ Tây nước này, khiến hai người bị thương nặng.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm có thông tin về cuộc họp cấp cao của phái đoàn Palestine và Israel tại Jordani như một nỗ lực giảm căng thẳng gia tăng trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Israel cho biết cố vấn an ninh quốc gia cũng như người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin Bet sẽ tham dự cuộc họp này. Người đứng đầu cơ quan tình báo Palestine và các cố vấn của Tổng thống Mahmoud Abbas dự kiến cũng sẽ tham gia. Sự hiện diện của các quan chức hàng đầu tại cuộc họp cũng như các phái đoàn từ Ai Cập, Jordani và Mỹ đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Bạo lực giữa người Israel và người Palestine đã gia tăng kể từ khi Israel tăng cường các cuộc tấn công khắp bờ Tây như là một sự đáp trả sau một loạt các cuộc tấn công của người Palestine vào mùa xuân năm ngoái. Mới đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết trong một năm sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng do thảm họa động đất. Trận động đất vào hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua được ví như một quả bom nguyên tử đã gây thiệt hại hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 98% các tòa nhà bị sập do trận động đất hôm 6 tháng 2 ở nước này được xây dựng trước năm 1999. Nước này đã bắt đầu xây dựng 30.000 tòa nhà tái thiết cho người dân và bắt đầu công cuộc khắc phục hậu quả ngay lập tức. Hơn 313.000 lều tạm và 100.000 nhà container đã được dựng lên gần khu vực thảm họa kéo dài hàng trăm cây số từ bờ biển Địa Trung Hải vào đất liền dọc biên giới với Syria. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang mở rộng điều tra với các nhà thầu xây dựng bị nghi ngờ vi phạm các tiêu chuẩn an toàn, góp phần làm gia tăng mức độ tàn phá của thảm họa. Số nạn nhân của trận động đất được ghi nhận ở cả hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 50.000 người. Ngoài ra, hơn 600.000 tòa nhà và hơn 150.000 cơ sở thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hư hại. Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab hôm qua tuyên bố ông sẽ từ chức nếu cuộc điều tra hiện nay nhằm vào ông tìm được bằng chứng về việc ông đã có hành vi bắt nạt trong thời gian làm Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ đầu tiên từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022. Hiện ông Raab đang bị điều tra theo khiếu nại của một số nhân viên chính phủ Anh. Trả lời kênh truyền hình Sky News, ông Raab bày tỏ sẽ từ chức nếu chứng minh được rằng cáo buộc nhắm vào ông là đúng. Trước đó, ông Raab bị cáo buộc ném cà chua vào một nhân viên hồi tháng 6 năm 2022. Tháng 11 cùng năm, chính ông đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra về hai khiếu nại liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, chỉ sau đó một tháng, ông đã nhận thêm 5 khiếu nại nữa. Các nhà khảo cổ học Peru mới đây đã phát hiện ra khoảng 30 ngôi mộ cổ thời tiền Inca. Những ngôi mộ cổ này nằm trong một nghĩa trang của tộc người Chancay, một cộng đồng cư dân thường sinh sống ở những thung lũng thuộc miền trung Peru từ năm 1000 đến 1500 sau Công Nguyên. Khoảng 30 ngôi mộ có tuổi đời 800 năm thuộc văn hóa Chancay này đã được tìm thấy trên núi Macaton, thuộc thung lũng Huaran, nằm ở bờ biển miền trung Peru và phía bắc thủ đô Lima. Chúng tôi cho rằng những ngôi mộ này rất quan trọng vì chúng cho phép chúng tôi biết thêm về nền văn hóa Chancay. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã phát hiện hơn 2.000 ngôi mộ trong các nghĩa trang khác nhau của nền văn hóa Chancay. Qua nghiên cứu các lăng mộ, các nhà khảo cổ cho rằng những người này thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Một số ngôi mộ cổ được tìm thấy ở độ sâu tới 5 mét và được chế tác tinh xảo, thuộc về giới thượng lưu của người Chancay. Quay trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, phát huy tinh thần nghĩa tình, nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định vai trò của hội người cao tuổi trong cộng đồng. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực được ra đời, như câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một minh chứng. Được thành lập vào năm 2017, với cách làm là các thành viên trong câu lạc bộ xoay dòng vốn, hỗ trợ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, câu lạc bộ liên thế hệ tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ chính là chỗ dựa để nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vượt lên nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống và sau đó thì quay lại giúp đỡ, chia sẻ với nhiều mảnh đời vất vả khác. Chị Ngọc Hậu là thành viên đã tham gia câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau từ những ngày đầu thành lập. Với số tiền 5 triệu đồng mà mỗi thành viên được cho vay từ câu lạc bộ, chị đã mua được một chiếc máy may, từ đó cải thiện được kinh tế cho gia đình. Lãi suất rất là thấp. Trước đây á, nếu mà chưa có máy vắt sổ thì tôi phải bỏ thời gian phải đi vắt nơi khác. Rồi thời gian nó mất nhiều á, cho nên mình may cũng không có được nhiều. Từ khi có máy vắt sổ thì mình chủ động được trong cái việc mà may vá. Còn với ông Nguyễn Văn Kiệt, kể từ khi nhận được vốn vay, quầy tạp hóa của ông này đã được mở rộng hơn với nhiều mặt hàng, có thêm cả xe nước mía phục vụ bà con. Cũng 5-6 năm rồi,
và cho vốn vay 5 triệu để buôn bán nhỏ. Sau này tôi có cá lên rồi tôi cũng nhận lại giúp cho người khác. Cái gì đâu, hoàn cảnh như vậy mình giúp đỡ lẫn nhau. Từ ngày đầu với chỉ 25 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã có 71 thành viên với đầy đủ tầng lớp xã hội, lứa tuổi. Trải qua hơn 6 năm thành lập, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, việc gì có lợi cho người dân, dù nhỏ cũng cố gắng làm. Thương người như thể thương thân và nói đi đôi với làm, câu lạc bộ đã chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Lúc đầu thì mình phải tuyên truyền mà không có đi đôi với việc làm thì sẽ không hiệu quả. Cho nên là hội cũng có họp sinh hoạt với câu lạc bộ với nhau để tạo ra cái nguồn vốn vay. Từ cái nguồn vốn hiệu quả đó thì bắt đầu là lời nói mới có giá trị. Tại vì nói với làm là phải đi đôi. Thì mình đã học tập theo tư tưởng của Bác thì đương nhiên là phải là như vậy thì mới có được cái sự thuyết phục đối với mọi người. Câu lạc bộ liên thế hệ này thì không những là hỗ trợ cho những cái hội viên của người cao tuổi không, mà còn cho những cái thành viên khác chưa có đủ tuổi quy định theo hội người cao tuổi. Mình sẽ giới thiệu cho nhiều người vay hơn để người ta ổn định về sản xuất. Đất nước đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Song vẫn còn có những cảnh đời khó khăn, bất hạnh và cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Những việc làm thiết thực của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống nhân ái, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Thưa quý vị, theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, số bệnh nhân ngộ độc mỗi năm tăng theo thời gian, với tác nhân ngộ độc ngày càng phong phú. Tại Hội nghị quốc tế về bệnh lý nhiễm độc do bệnh viện tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chống độc trên thế giới và các trung tâm chống độc trong cả nước, nhiều vấn đề khó khăn về công tác điều trị đã được thảo luận. Trong 10 năm, từ năm 2010 đến năm 2019, đơn vị hồi sức chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và điều trị cho gần 14.300 bệnh nhân bị nhiễm độc cấp. Trong đó, số lượng bệnh nhân nặng cần hồi sức cấp cứu tích cực với các biện pháp thở máu, lọc máu chiếm khoảng 50% trường hợp. Số bệnh nhân nhiễm độc trung bình hàng năm không ngừng gia tăng. Nếu từ 10 năm trước chỉ có 800 đến 1.000 bệnh nhân một năm, thì đến nay số lượng bệnh tăng lên 1.500 đến 2.000 bệnh nhân một năm. Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, hội nghị sẽ hình thành sự phối hợp nghiên cứu khoa học với các trung tâm chống độc quốc tế, Anh, Đài Loan, đặc biệt tìm nguồn đào tạo bác sĩ trẻ về chuyên ngành hồi sức chống độc. Việt Nam có lẽ sẽ gặp thêm khó khăn về chống độc trong tương lai. Nhưng khi nhìn vào những con người nhiệt huyết ở đây, những bác sĩ tài giỏi và những chuyên gia, tôi tin rằng họ có thể hợp tác cùng nhau và làm tốt việc của mình. Bệnh viện cũng cho biết sẽ thiết lập một hệ thống hỗ trợ 24/7 dành cho bất cứ ai bị nhiễm độc. Điều này rất quan trọng, chúng tôi có một hệ thống tên là TalkSpace để mọi bác sĩ làm việc tại tất cả các bệnh viện toàn quốc đều có thể gọi điện 24/7 để yêu cầu sự trợ giúp về bất cứ vấn đề gì và họ sẽ được nối máy đến chuyên gia để nhận lời khuyên. Hội nghị quốc tế về bệnh lý nhiễm độc lần này kỳ vọng sẽ là nền tảng cho việc xây dựng hệ thống mạng lưới hồi sức chống độc toàn quốc giữa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng tổ chức đợt hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Người lao động Tân cảng Sài Gòn nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương. Đợt hiến máu lần này có hơn 600 cán bộ nhân viên người lao động tham gia với gần 600 đơn vị máu được tiếp nhận đủ điều kiện quy định đối với người hiến máu và yêu cầu kỹ thuật an toàn truyền máu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đây là hoạt động nằm trong chương trình của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện Bộ Quốc phòng phát động nhằm cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện quân đội phục vụ công tác chăm sóc y tế cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội. Đợt hiến máu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tân cảng Sài Gòn, đồng thời luôn có những hoạt động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, tô thắm thêm hình ảnh nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa tình đối với đồng đội và nhân dân, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, sẵn sàng vì người bệnh. Bắt đầu thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA của chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992, đến nay, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã thực hiện hơn 100 dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua 3 hình thức: hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay và viện trợ không hoàn lại.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, JICA cũng đã và đang triển khai nhiều dự án quan trọng. Các dự án mà JICA đã và đang triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh: nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, dự án đại lộ Đông Tây, nâng cấp hệ thống thoát xử lý nước thải và các dự án hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của người dân như bệnh viện Chợ Rẫy, phòng nghiên cứu sinh học Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang triển khai được coi là biểu tượng về quan hệ hợp tác kỹ thuật giữa hai nước. Metro tuyến số 1 sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Nhật Bản. Ngoài việc đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tuyến metro số 1 còn giúp bảo vệ môi trường nhờ giảm lượng khí thải và tiếng ồn từ giao thông, đồng thời giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Đặc biệt, JICA không chỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển đồng thời cả phần cứng, cơ sở hạ tầng, mà còn chú trọng đến phần mềm, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Điểm đặc trưng của JICA là không chỉ xây dựng hạ tầng mà còn đặt trọng tâm phát triển con người, những dự án phục vụ con người. Đó là những nỗ lực của JICA. Chúng tôi cũng cảm ơn thành phố đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tích cực những dự án này. Mục tiêu lớn nhất của JICA tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nhật lần thứ 8 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động triển lãm về tuyến metro số 1, giới thiệu trường Đại học Việt Nhật và các hoạt động trải nghiệm tăng cường sức khỏe con người, JICA một lần nữa khẳng định tiếp tục hỗ trợ, đồng hành lâu dài cùng sự phát triển về nhiều mặt của Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn một tuần kể từ khi cam sành của bà con nông dân Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây Nam Bộ được thị trường thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tiêu thụ. Đáng chú ý là trong hàng trăm tấn cam được giải cứu thời gian qua, sức tiêu thụ mạnh còn đến từ các nền tảng thương mại điện tử. Dù trực tiếp hay trực tuyến, sự chung tay của các nhà bán lẻ và người tiêu dùng đều đang thể hiện mong muốn sớm cùng người nông dân vượt qua khó khăn trước mắt. Anh Minh Hùng, một khách hàng thường xuyên mua sắm online, đã nhanh chóng tham gia chương trình chung tay cùng nhà vườn do một ứng dụng thương mại điện tử triển khai hơn một tuần nay. Giá thành tốt, vận chuyển nhanh chóng khiến anh an tâm khi đặt hàng chục ký cam sành cho gia đình. Góp một phần công sức rất là nhỏ thôi nhưng mà mình đã giúp đỡ được cho những người nông dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cái chương trình này dự định là khoảng một tuần thôi. Nhưng mà sau đó thì thấy cái mức độ hưởng ứng của người tiêu dùng cũng như là nhà vườn, người ta cũng rất là hăng hái. Hiện tại thì mình đang triển khai tiếp tục cái việc bán cam trên sàn và giá vẫn đang là 10.000 đồng một ký. Cũng kết hợp với Foodmap, một nền tảng kết nối nông dân và người tiêu dùng, Giỏ Cam Yêu Thương là chiến dịch giải cứu cam sành của một sàn thương mại điện tử khác. Giai đoạn cao điểm, mỗi ngày có đến 2 tấn cam đã được tiêu thụ thông qua nền tảng này. Đặc biệt là trong khung giờ flash sale thì chúng tôi có thể giúp bán gần 200 ký cam chỉ trong vòng 10 phút. Cũng tiếp nối thành công của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng các hộ kinh doanh truyền thống. Theo các sàn thương mại điện tử, không chỉ đưa ra giá tốt, các sàn còn phải tung hàng loạt chương trình giảm giá hấp dẫn để tận dụng thế mạnh mua sắm online nhằm thu hút người tiêu dùng. Tất cả những nỗ lực này bên cạnh kênh mua sắm truyền thống đều mong muốn giúp người nông dân đẩy nhanh tiêu thụ đối với các mặt hàng nông sản tươi. Đây là một chiến dịch hoàn toàn phi lợi nhuận với toàn bộ doanh thu sẽ chuyển trực tiếp cho nhà vườn nhằm giúp cho người nông dân vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Mình mong muốn là cái sản phẩm của người bán hàng có thể thông qua sàn thương mại điện tử Lazada đến với tất cả những người tiêu dùng trên toàn quốc. Mình cam kết là hỗ trợ để thúc đẩy cái đầu ra ổn định cho nông sản Việt trong thời gian tới, đồng thời có thể có một thu nhập bền vững cho người nông dân. Thưa quý vị, như vậy là chỉ sau khoảng một tuần triển khai thì đã có hàng trăm tấn cam sành được tiêu thụ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh ở cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến để có thể cùng đồng hành với bà con trong giai đoạn này. Tuy nhiên, điều mong mỏi lớn nhất như quý vị cũng đã lắng nghe từ đại diện các sàn thương mại điện tử chia sẻ vừa rồi, đó là việc bảo vệ và xây dựng thương hiệu nông sản Việt cần phải hướng đến sự phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới để làm sao những cụm từ giải cứu không còn là nỗi ám ảnh của người nông dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc nhiều thuận lợi và thành công. Xin kính chào tạm biệt.